Truyện Quan Âm Chi Ngoại, giọng đọc Ngọc Hiếu, đang được phát trên kênh YouTube Trại Cá Bảy Màu Fish Hunter vào 18, 19, 20, 21 giờ mỗi ngày. Cảm ơn đạo hữu đã lắng nghe. Hôm nay chúng ta tiếp tập 4, chương 27, tập kết. Trong đêm tối, thân ảnh Hứa Thanh như một con mèo, nhanh nhẹn mà lại nhẹ nhàng, không hề phát ra hơi thở đi về phía trước. Tay trái của hắn thi thoảng giơ lên che miệng, cố nén tiếng ho khan. Trải qua vài lần, hắn còn không coi vào đâu, nhưng theo Hứa Thanh chuyển động, theo hắn nhiều lần kiềm chế, phổi dần dần giống như có lửa đốt vậy, để cho sắc mặt hắn càng ngày càng trắng bệch. Cũng may nơi đây cách chỗ hắn ở không xa, mà doanh địa cũng không phải rất lớn, cho nên không bao lâu Hứa Thanh liền thấy được tiểu viện của Lôi đội. Hắn cũng không trực tiếp phóng đi mà đứng tại chỗ thở sâu, điều chỉnh lại hơi thở cho mình bình thường một chút. Lúc này mới dùng tốc độ ổn định, không nhanh không chậm tới gần. Đẩy ra cửa viện, ánh mắt Hứa Thanh đảo qua bốn phía, chậm rãi đi vào trong phòng nhỏ. Ngay khi vào trong nhà, Hứa Thanh liền không nhịn được nữa, oa một tiếng phun ra một ngụm máu. Máu này màu đen, sau khi rơi trên mặt đất, liền phát ra thanh âm xì xì. Theo ngụm máu độc phun ra, sắc mặt Hứa Thanh cũng từ trắng bệch biến thành bình thường hơn một chút, thở hổn hển, ngồi ở chỗ kia, khoanh chân đã tọa bắt đầu thổ nạp. Mãi đến sau một lúc, hắn mới mở mắt ra, sắc mặt hoàn toàn khôi phục lại. Độc thật mạnh, Hứa Thanh thì thào. Trong ngụm khói độc cuối cùng của bàn sơn có ẩn chứa độc tính cực lớn, nhưng lúc đó nếu Hứa Thanh tránh đi, đối phương tất nhiên sẽ chạy trốn hoặc la lên để cho người khác chú ý. Đến lúc đó, xử lý việc này sẽ có chút phức tạp. Vả lại, coi như là hắn tỏ ra bị thương, sợ là cũng rất khó lừa gạt được sự xảo trá của bàn sơn. Đối phương từ khi phát hiện mình bị theo dõi, tất cả hành động đều rất có trình tự. Chỉ tính sai duy nhất một việc, chính là đã đánh giá sai thực lực của Hứa Thanh. Cho nên, tại thời khắc mấu chốt, Hứa Thanh lựa chọn tin tưởng mảnh thủy tinh màu tím sẽ khôi phục sức khỏe cho mình, ráng chịu khói độc xâm nhập, xông thẳng qua, tốc chiến tốc thắng, một kích giết chết bàn sơn. Giờ phút này xem ra, lựa chọn của hắn không sai. Đối với độc tính xâm nhập cơ thể, thủy tinh màu tím đích thực có thể phục hồi lại. Một đường đi về, phổi của hắn rung động, làm hắn liên tục ho khan. Trên thực tế chính là hiệu quả khôi phục của thủy tinh màu tím. Thập hoang dã, quả nhiên không có một tên nào là đơn giản. Nghĩ đến mã tứ kia, nếu không phải ta ra tay nhạy cảm, không cho gã thời gian phản kích, sợ là cũng rất khó đối phó. Hứa Thanh thì thào trong lòng, bắt đầu tổng kết chỗ thiếu sót của mình. Lúc sau, Hứa Thanh thở sâu, cúi đầu nhìn cái túi da của mình, trong ánh mắt lộ ra quang mang kỳ dị. Bàn Sơn sở dĩ một thân một mình là bởi vì gã rình mò vật phẩm của Mã Tứ, cho nên gã chuẩn bị bắt ngược lại ta, muốn từ trên người ta cầm lấy vật của Mã Tứ. Hứa Thanh mở túi da, đổ toàn bộ vật phẩm thuộc về Mã Tứ ra ngoài, bao gồm những viên linh tệ, từng cái bày ở trước mặt. Ánh mắt hắn đảo qua những vật này, rồi cẩn thận kiểm tra từng cái. Cho đến cuối cùng, hắn loại bỏ các vật phẩm khác, nhìn cái khối sắt bằng kim loại, nhăn mày lại, có chút không xác định. Trên thực tế, di vật của Mã Tứ cũng rất bình thường, chỉ có khối sắt này là tương đối khác thường mà thôi, có chút lạ mà không biết là vật gì. Là vật này sao? Nhưng hình như cũng không có chỗ nào thần kỳ, chẳng lẽ là một cái tài liệu rất đáng giá? Hứa Thanh suy nghĩ một chút, sau đó cẩn thận cất kỹ, đem về sau có cơ hội lại tìm hiểu một chút, tìm kiếm lai lịch của nó. Sau đó, hắn xuất ra cái túi da của bàn sơn, kiểm tra một phen. Bên trong không có bạch đan, nhưng có không ít linh tệ, còn có rất nhiều bình bình lọ lọ. Hứa Thanh không hiểu độc thuật, không dám tùy tiện mở ra. Cuối cùng, hắn lấy ra viên hộ phách tràn đầy vết rách. Hắn nhớ lại trạng thái trước khi chết của bàn sơn. Vật này là cái gì? Hình như tên kia trước khi chết muốn bóp nát nó thì phải. Hứa Thanh nghi ngờ, hắn cảm thấy mình thiếu khuyết tri thức tương quan. Sau khi suy tư xong liền cất kỹ.
Làm xong những thứ này, hắn khép kín hai mắt lại, tiếp tục tu hành. Mấy ngày nay tới giờ, Hứa Thanh phát hiện sau khi mình đến ngưng khí tầng 2, hình như thời gian ngủ không cần lâu như trước kia nữa. Thường thường vào khoảng một canh giờ liền có thể khôi phục tinh lực. Cho nên phần lớn thời gian hắn đều đắm chìm trong tu luyện. Càng bởi vì hôm nay hắn không cần ra ngoài theo dõi, cho nên thời gian tu hành càng lâu. Cho đến cả ngày trôi qua, ban đêm lần nữa phủ xuống, Hứa Thanh hình như có cảm giác mở mắt ra ngoài nhìn cửa phòng. Ngay một khắc hắn nhìn ra, chỗ đó liền truyền đến thanh âm của Lôi Đội: "Tiểu hài tử, tới trong sân." Hứa Thanh nghe vậy liền ngồi dậy, lặng lẽ tiêu sái đi ra, liền nhìn thấy Lôi Đội trong sân. Trong sân bày một cái bàn lớn, phía trên để một chút thịt rượu cùng. Tổng cộng có 6 cái ghế dựa, sái bộ bát đũa. Lôi Đội ngồi ở đó, vẫy vẫy tay với Hứa Thanh. Hứa Thanh lướt qua cái bàn cùng những bộ bát đũa, đáy lòng cũng có suy đoán, bước nhẹ đến, ngồi ở bên cạnh Lôi Đội. "Mấy ngày nay đã quen thuộc với doanh địa chưa?" Lôi Đội nhìn qua sân ngoài, thần thái tùy ý hỏi Hứa Thanh. "Không sai biệt lắm," Hứa Thanh hồi đáp, ánh mắt đảo qua trên bàn thức ăn. Có lẽ là do cả ngày tu luyện, lại có lẽ là do mùi hương thức ăn quá mê người, bụng Hứa Thanh rất nhanh liền truyền ra tiếng xì xào. Lôi Đội một bên nghe xong nở nụ cười. "Đừng nóng vội, chờ bọn họ một chút." "Người của tiểu đội Lôi Định?" Hứa Thanh lúc này đã từng suy đoán một chút, giờ phút này hỏi một câu. Lão đầu nhẹ gật đầu, vừa muốn mở miệng nhưng hình như có cảm giác, bỗng nhìn qua phía ngoài. Cùng lúc đó, Hứa Thanh cũng cảm thấy, đưa mắt quét tới. Ngoài sân, ở đầu đường xuất hiện một thân ảnh đại hán lờ mờ. Trình độ vạm vỡ của đại hán này còn vượt qua Tàn Ngưu lúc trước, cả người giống như một tòa núi nhỏ, cơ bắp toàn thân bành trướng, kèm theo khí thế bức người. Trên lưng đeo một tấm thuẫn cực lớn, trong tay mang theo lan nha bổng, có thể cao bằng Hứa Thanh, cất bước đi tới. Mỗi một bước hạ xuống đều truyền ra thanh âm phanh phanh, càng ngày càng gần, cho đến khi ngoài cửa trúc. Theo cửa trúc bị đẩy ra, thân hình to lớn của đại hán bước vào trong sân. Sự xuất hiện của y khiến cho cả cái sân giống như nhỏ hơn một chút. Thân ảnh to lớn làm cho khí thế của y càng khuếch tán ra. Hứa Thanh có một loại cảm giác giống như đối mặt với một con dị thú cường đại ở bên trong tòa thành trì đổ nát lúc trước. Con người hơi co rút lại. "Thủ lĩnh, ta đã trở về." Đại hán nhếch miệng cười một cái với Lôi Đội, giọng nói giống như bị bóp nghẹt vậy. Lúc chú ý thấy thức ăn trên bàn, ánh mắt lập tức sáng lên, cất bước đến gần, sau đó lấy xuống tấm thuẫn, ném sang một bên, lại ném lan nha bỗng trong tay xuống đất. Truyền ra hai tiếng phanh phanh nổ mạnh. Làm xong những thứ này, y trực tiếp ngồi xuống, cái ghế lập tức truyền ra âm rắc rắc, kinh tâm động phách, có vẻ cực kỳ miễn cưỡng. Mà từ đầu đến cuối, y đều không nhìn Hứa Thanh, giống như không hề để hắn vào trong lòng. Lôi Đội nở nụ cười, không nói chuyện. Đại hán kia nhìn chằm chằm thức ăn, không động thủ, lặng lẽ chờ đợi. Về phần Hứa Thanh thì là nhìn qua tấm thuẫn cùng lan nha bổng trên mặt đất. Từ âm thanh vừa rồi, hắn có thể cơ bản đoán được sức nặng của hai vật phẩm này có lẽ cũng vượt xa thể trọng của mình. Chương 28, tập kết. Thời gian không lâu, bên trong viện vẫn im lặng. Ngoài cửa trúc xuất hiện hai thân ảnh, một nam một nữ. Nam là một người thanh niên, lưng đeo một cây trường cung, thân ảnh cao ngất, duy chỉ có trên mặt có một vết sẹo hình chữ thập, thật giống như người bị cưỡng ép khắc lên, nhìn thấy mà giật mình, đồng thời ánh mắt của y cũng đặc biệt lợi hại. Về phần người nữ kia, bộ dạng hơn 30 tuổi, tướng mạo tầm thường, nhưng dáng người ở dưới bộ đồ da bó chặt, rốt là bốc lửa, tràn ngập một loại hấp dẫn nguyên thủy. Hai người đi vào trúc viện, sau chào hỏi với Lôi Đội. Lúc ngồi vào ghế, thanh niên vác cung hơi liếc mắt nhìn Hứa Thanh, giống như đang tra xét. Nữ tử bên cạnh lại lộ ra vẻ hiếu kỳ,
thanh âm mang theo một chút kiều mị, cười nói: "Thủ lĩnh, làm sao chúng ta đi ra ngoài một chuyến? Ngươi liền có hài tử rồi. Càng già càng dẻo dai nha. Thủ lĩnh, chẳng lẽ lần này ngươi gọi đám chúng ta trở về là muốn nói cho mọi người ngươi che giấu chúng ta ở bên ngoài lưu lạc một đứa con?" "Tuổi tác không đúng." Đại hán khôi ngô khó chịu mở miệng. Hứa Thanh không hề nói chuyện, chân trái hơi dịch chuyển khiến cho bắp chân cột dao găm có thể thuận lợi lấy ra hơn. Hắn có chút bất an. Ba người này vừa đến, hắn cảm thụ thấy từng người đều rất mạnh, so với bàn sơn hôm qua còn muốn mạnh hơn một chút. Nhất là cái người vác cung kia, thậm chí còn mơ hồ cho Hứa Thanh một loại cảm giác cây kim đâm vào người. "Mang quỷ, luyện thể tầng 3, trời sinh thần lực." Lôi đội không để ý tới lời nói đùa của bọn họ, mắt nhìn Hứa Thanh, chỉ một ngón tay vào đại hán lực lưỡng. "Loan Nha, ngưng khí tầng 3, có thể cầu thông cùng hung thú. Những con chó hoang ngươi thấy trong danh địa này, phần lớn đều là tai mắt của nàng. Thập Tự, ngưng khí tầng 4 viên mãn, cùng cảnh giới khó có đối thủ." Lôi đội nói với Hứa Thanh, lại ở trước mặt ba người bọn họ, chỉ về Hứa Thanh. "Tiểu hài tử, luyện thể tầng 2. Theo lôi đội mở miệng, thần sắc ba người cũng nghiêm nghị hơn không ít. Hứa Thanh ngồi ở một bên, nghiêm túc lắng nghe. "Trước ăn đi đã, vừa ăn vừa nói." Ánh mắt đảo qua bốn người, lôi đội nhàn nhạt mở miệng, kẹp một khối thịt nhỏ, nuốt vào. "Lần này gọi các ngươi về là bởi vì năm nay thu xuân trước thời hạn, doanh chủ ban bố một cái nhiệm vụ, ngoại trừ dùng cái giá nguyên bản giá thu mua thất diệp thảo, đồ nào lấy được nhiều nhất sẽ được cho thêm 3 viên thanh trần đan, hiệu quả vượt xa bạch đan. Mảnh đất chúng ta ẩn giấu ở bên trong cấm khu kia, có thể sớm ngắt lấy rồi. Ý kiến của các ngươi thế nào?" Lời lôi đội vừa nói ra, trong mắt ba người mang quỷ đều có tinh mang, sau khi nhìn nhau một chút đều gật đầu nhẹ. Hứa Thanh chưa từng nghe qua thanh trần đan, nhưng lôi đội nói rất rõ ràng hiệu quả của đan này so với bạch đan tốt hơn rất nhiều. "Nếu các người đã đồng ý, liền chuẩn bị một chút đi. Lần này tiến vào cấm khu, tiểu hài tử này cũng đi cùng." Lôi đội chậm rãi nói. "Hắn..." Ba người mang quỷ nhìn Hứa Thanh, riêng Thập Tự khẽ cau mày. "Thủ lĩnh, chuyện thể tầng 2 quá yếu, chúng ta vừa hoàn thành nhiệm vụ ra ngoài còn phải chiếu cố cho hắn, có chút không ổn." "Ai cũng có lần đầu tiên." Lôi đội đảo qua Thập Tự, sau đó nhìn Hứa Thanh. "Tiểu hài tử, chính người quyết định." "Ta có thể." Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Trong túi áo hắn còn có 5 viên bạch đan. Nhu cầu đối với thanh trần đan không lớn, nhưng hắn hiểu được muốn sinh hoạt ở trong đại địa của thập hoang dã, sớm muộn gì cũng phải đi cấm khu. Nếu như thế, đi cùng tiểu đội có kinh nghiệm phong phú, tự nhiên có thể học được nhiều hơn nữa. Thập Tự trầm mặt, không nói chuyện. "Các ngươi ăn xong liền tản đi, sáng sớm ngày mai tụ họp ở nơi này, chúng ta xuất phát." Lôi đội nói xong, đứng dậy trở về phòng mình. Hứa Thanh cũng ghim một khối thịt lớn, sau khi nuốt xuống liền nhìn ba người rồi bước nhanh đi trở về phòng. Hắn không định ở lại nơi đó. Đối với người xa lạ, Hứa Thanh thủy chung giữ cảm giác một đêm không có chuyện gì xảy ra. Công tác chuẩn bị của Hứa Thanh cũng không có quá nhiều, bởi vì thói quen của hắn khiến cho hắn có thể tùy thời tùy chỗ đều có thể xuất thủ như xét đánh. Vì vậy, vào sáng sớm ngày thứ hai, dưới sự dẫn dắt của lôi đội, một nhóm 5 người bọn họ từ trong doanh địa đi ra ngoài. Bầu trời xanh thẳm, ánh nắng trong sáng. Giữa không trung có một con chim ưng bay vòng quanh doanh địa, giống như đang ngóng nhìn, mà thân ảnh của bọn họ cũng khiến cho thập hoang dã bốn phía nhìn chăm chú. Tựa hồ là bởi vì thân hình mang quỷ cao lớn dị thường, hơn nữa dáng người Loan Nha cũng rất nổi bật, cho nên ngay cả người trong đoàn xe mấy ngày hôm trước vừa đến cũng có người nhìn lại phía bọn họ. Chỗ đoàn xe có đám thập hoang dã đang đợi, bọn họ chịu khó đứng xếp hàng đội, dường như đang chờ đợi gì đó. Cả ngày hôm qua Hứa Thanh không ra ngoài, không biết được chỗ này xảy ra chuyện gì. Giờ phút này đảo ánh mắt qua Loan Nha một bên liền cười mở miệng.
Tối hôm qua, ta nghe người ta nói đội xe này đến từ Tử Thổ. Bên trong hình như có một vị lang trung y thuật rất cao minh. Ngày hôm qua có thể chữa khỏi cái chân cà nhắc của lão sát quỷ. Vì vậy rất nhiều người liền xếp hàng đến khám thương tổn. Tên lang trung này nhất định buôn bán lời không ít. Mang quỷ ở một bên nghe nói, thanh âm hâm mộ khó chịu nói. Hứa Thanh cũng hâm mộ, mắt nhìn xa xa, sau một cái chớp mắt bỗng thu hồi ánh mắt, sau đó mắt của hắn bỗng nhiên ngưng lại. Không chỉ là hắn, ánh mắt của Mang Quỷ cùng Lan Nha trong nháy mắt cũng trở nên bén nhọn. Chỉ có Thập Tự cùng Lôi Đội, thần sắc như thường, nhưng cũng cẩn thận nhìn, có thể thấy trong mắt của bọn họ đều có hàn ý. Bởi vì phía trước đoàn người có một chi tiểu đội khác đang ở đó tụ họp thành viên. Tiểu đội này không sai biệt lắm, có 7-8 người, nữ có, nam có, nên từng người trên đều mang theo vẻ hung tàn. Nhất là một cái lão giả giống như Lôi Đội ở bên trong, được mọi người vây quanh. Tóc tai lão bù xù, ánh mắt mang theo vẻ khát máu, giờ phút này đang ngồi trên một cái thi thể chó hoang, vừa ăn sống chân chó, vừa âm lãnh truyền ra mệnh lệnh. Đi tìm hai tập chủng Mã Tứ cùng Bàn Sơn ra đây cho ta. Bọn chúng dám làm thời gian xuất phát muộn, bọn chúng là chán sống rồi sao? Chính là tiểu đội huyết ảnh. Lão giả ăn thịt tươi kia hiển nhiên chính là đội trưởng của tiểu đội huyết ảnh. Chấn động linh năng không hề kiêng nể gì cả phóng ra ngoài. Hứa Thanh nghe được lời này của lão, mắt hơi híp lại, che khuất quang mang trong mắt. Mà sau khi Loan Nha nhìn đến thịt cùng với thi thể con chó ở dưới thân đội trưởng huyết ảnh, phẫn nộ cùng sát cơ trong nháy mắt tràn ngập. Con chó kia là chó của nàng. Cùng lúc đó, tiểu đội huyết ảnh cũng nhìn thấy một đoàn người của Lôi Đội. Lão giả ngồi trên thi thể con chó, nhếch miệng cười một cái, liếm liếm cái đầu lưỡi về phía Loan Nha. Con đĩ nhỏ, thịt chó ngươi nuôi rất không tệ, không biết thịt trên người của ngươi mùi vị như thế nào. Chương 29, cấm kỵ của cấm khu. Đối mặt với sự khiêu khích của huyết ảnh, sát cơ trong mắt Loan Nha càng mạnh hơn, nhìn Lôi Đội. Thần sắc Lôi Đội như thường, nhàn nhạt mở miệng. Thập Tự. Thập Tự nghe vậy không nói hai lời, trực tiếp cầm lấy cung, ngay lập tức kéo ra rồi bắn một mũi tên vọt lên trên bầu trời. Tốc độ cực nhanh, âm thanh bén nhọn vang lên, mũi tên như một đạo thiểm điện, trong chốc lát liền bắn xuyên qua con chim ưng đang quanh quẩn trên bầu trời. Bầu trời nở rộ hoa máu, con chim ưng phát ra tiếng kêu thảm thiết, rơi xuống, phanh một cái rơi vào mặt đất giữa hai tiểu đội. Cùng lúc đó, một người bên trong tiểu đội huyết ảnh, toàn thân chấn động mãnh liệt, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Đó là chim ưng của gã, khác biệt với những con chó mà Loan Nha nuôi. Con chim ưng này là gã dùng linh năng bản thân dung nhập điều khiển, giờ phút này liền bị cắn trả, cả người đều bị trọng thương. Những người khác của tiểu đội huyết ảnh nhao nhao bắn ra sát cơ, nhưng bị đội trưởng huyết ảnh ngăn lại. Lão chậm rãi đứng lên khỏi thi thể con chó, không nhìn Loan Nha mà nhìn chằm chằm Lôi Đội. Lôi Đội cũng lạnh lùng nhìn lão, hai người nhìn nhau hồi lâu, riêng phần mình hừ lạnh. Chúng ta đi. Lôi Đội bình tĩnh mở miệng, đi thẳng về phía trước. Đám người Loan Nha đi theo phía sau, Hứa Thành cũng ở trong đó. Hắn cảm nhận được giữa hai tiểu đội có địch ý rất sâu, vì vậy quay lại quét mắt nhìn những người của tiểu đội huyết ảnh. Nhìn ra bọn họ đang chờ đợi Mã Tứ cùng Bàn Sơn. Đáng tiếc hai vị này đã vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện nữa. Hứa Thành giữ im lặng, thu hồi ánh mắt, đi theo đám người Lôi Đội, dần dần rời khỏi doanh địa. Nhìn như cấm khu cách doanh địa không xa, nhưng trên thực tế nếu đi bộ qua vẫn còn có chút khoảng cách. Đoàn người bọn họ ước chừng đi hơn nửa canh giờ mới thấy mảnh rừng rậm đen nhánh nở xa xa. Từ bên ngoài nhìn lại, mảnh đất cấm khu này là một rừng rậm vô biên vô hạn, phạm vi lan tràn không biết bao nhiêu. Bây giờ chính là lúc mặt trời lên cao nhất. Ánh mặt trời nồng đậm, nhưng so với ở trong cấm khu thì liền giống như hai cái thế giới vậy. Từ xa còn có thể thấy trên bầu trời của khu rừng hình như có phong bạo hội tụ. Từng đạo tia chớp chói mắt đang đánh qua đánh lại, khiến cho toàn bộ cấm khu tạo cho người ta một loại cảm giác thần bí hung hiểm.
Hứa Thanh nhìn tất cả, lặng lẽ đi theo. Trên đường đi, không ai trong tiểu đội Lôi Đình nói chuyện. Nhưng khi cách cấm khu càng ngày càng gần, Hứa Thanh nhạy cảm chú ý tới, toàn thân cơ bắp của tất cả mọi người bắt đầu dần dần căng cứng, hắn cũng như thế. Mãi đến khi cái loại cảm giác tựa như bước vào thế giới âm hàn hiện ra, khí tức ấm áp trên người hắn toàn bộ bị thanh trừ, hắn đã vào đến bên trong cấm khu. Dường như bị thanh trừ, còn có tất cả những cảnh tượng mà hắn đoán trong thế giới bình thường. Cái rét âm lãnh quen thuộc làm hắn nhớ lại mây máu bên trong thành trì đổ nát. Vì vậy, hắn thở sâu, đáy lòng cảnh giác mãnh liệt, que sắt theo bản năng lập tức xuất hiện ở trong tay, giống như lúc ở phế tích, có cảm giác đồng dạng như vậy. Khác biệt chính là thành trì thì có tường đổ, mà ở đây cây cối vặn vẹo như lệ quỷ, trên mặt đất khô nát như hoàng tuyền, cành lá giống như dương nanh vuốt che bầu trời. Nhưng người của tiểu đội Lôi Đình hiển nhiên đã rất quen thuộc đối với nơi này. Lưng bọn họ đeo binh khí, con đường đi rõ ràng rất bình thường, mỗi người một bước đều vô cùng rõ ràng, có chỗ còn vô cùng bình thường. Nhưng bọn họ lại hết lần này tới lần khác nhảy qua, có nơi nhìn như hung hiểm, bọn họ lại dậm chân mà đi. Còn có khu vực thì lách qua, cứ như vậy, một đường tránh khỏi rất nhiều nguy hiểm. Hứa Thanh đi theo tại sau, bật thiết chú ý, nhớ kỹ toàn bộ. Nhưng hắn cũng phát hiện một chút kỳ quái, không phải là toàn bộ lộ trình đều là đôi đội dẫn đầu, có lúc là Mang Quỷ, có lúc là Loan Nha thay thế lẫn nhau. Tốc độ của mọi người không nhanh, nhưng trên đường đi ngoại trừ nghe một chút hung thú gào thét ở xa cũng coi như là an toàn. Coi như là có một chút độc trùng, sau khi Loan Nha đốt lên một cây nhang cũng không còn tới gần. Cho đến khi đã đi ước chừng một canh giờ, toàn bộ hành trình không có bất kỳ lời nói nào, tới một chỗ nước bùn liền dừng lại, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Hứa Thanh chú ý thấy Loan Nha lấy ra một chút thuốc bột ném vào trong nước bùn, rất nhanh một đám độc trùng từ trong chui ra, giống như có định công kích, nhưng thần sắc nàng vẫn đi như thường. Phất tay lấy ra một loại bột phấn khác tản ra, độc trùng nóng nảy rất nhanh rời đi, nước bùn yên ổn trở lại. Làm xong những thứ này, mọi người liền nhao nhao ngồi xổm xuống, thuần thục bốc nước bùn lên, bôi lên toàn thân. Những chi tiết trên đường, nhớ kỹ không? Lôi đội vừa bôi lên toàn thân, vừa bảo Hứa Thanh cũng làm như vậy. Hứa Thanh gật đầu, không do dự mò nước bùn rồi bắt đầu bôi lên, ánh mắt đồng thời đảo qua Loan Nha. Hắn cảm giác đối phương hình như hiểu một chút độc thuật. Những nơi nhảy qua để đi là bởi vì lá cây tuy héo rũ nghiêm trọng nhưng lại vẫn nguyên vẹn. Điều này đại biểu chỗ này không có hung thú đi qua, có thứ gì đó không biết. Nhưng nơi trực tiếp đạp lên là bởi vì trên mặt đất có phần hung thú và nước tiểu, mà bản năng của sinh vật là lựa chọn khu vực an toàn để bài tiết. Cho nên chỗ đó liền đại biểu không có nguy hiểm quá phần cùng vũng bùn ăn thịt người. Về phần những chỗ lách qua là bởi vì cái mũi của Mang Quỷ, cái mũi của y rất linh mẫn, có thể ngửi thấy được một chút mùi dị thú nguy hiểm. Những thứ ngươi có thể học được ở đoạn đường này sẽ rất nhiều, có thể ghi nhớ bao nhiêu liền ghi nhớ bấy nhiêu đi. Hứa Thanh nghe vậy đưa mắt nhìn Mang Quỷ, Mang Quỷ giờ phút này cũng quay đầu nhè răng cười một cái với Hứa Thanh. Về phần chỗ nước bùn này là tiểu đội chúng ta vào nhiều năm trước phát hiện ra nơi này có chứa da của thằng lằn, bôi lên toàn thân chẳng những có thể che đậy khí tức của chúng ta, càng có uy hiếp nhất định. Đi về phía trước chính là chỗ mà chúng ta muốn đi, mà đi về phía bắc chính là đầm Độc Long, cấm khu xâm lâm. Bởi vì hình dạng mặt đất khác biệt cho nên bị thập hoang dã tự phân chia ra thành một số khu vực. Đầm Độc Long chính là cái thứ nhất, nhưng lần này chúng ta không đi vào trong đó. Trong lúc Lôi đội nói, lão đã bôi xong hoàn toàn. Hứa Thanh giờ phút này cũng đã hoàn thành. Lúc đứng dậy, thập tự đi qua bên cạnh hắn. Hôm qua, mặc dù chất vấn việc đưa Hứa Thanh đi theo, nhưng vẫn lạnh mặt nói một câu: lưu điểm dị hóa của ngươi, dị chất bên trong cấm khu rất nồng đậm, phải thời khắc chú ý, một khi bị dị hóa vượt chỉ tiêu, không ai có thể cứu ngươi. Chương 30: Cấm kỵ của cấm khu.
Hứa Thanh nhẹ gật đầu, đã sớm nhận ra điểm này. Hắn có thể cảm nhận được độ dày của dị chất bên trong cấm khu này cực cao, nhưng so với thành trì đổ nát lúc đỉnh phong nhất thì nơi này yếu nhược hơn rất nhiều. Chỉ bất quá là bây giờ bản thân hắn cũng tích lũy không ít dị chất, cho nên giờ phút này dù là không luyện, chỉ là hô hấp, điểm dị hóa trên cánh tay hắn cũng bắt đầu mơ hồ đau đớn. Vì vậy, hắn lấy ra một quả bạch đan đặt ở trong miệng, cũng không nuốt vào mà ngậm lấy để cho nó chậm rãi hòa tan. Rất nhanh, tất cả mọi người bôi xong hết, mọi người nhìn nhau một cái, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng lộ trình với lúc trước có chút khác biệt, con đường tiếp đến, tốc độ của bọn họ càng chậm, và lại trong tay mỗi người đều đã lấy binh khí ra. Hứa Thanh đảo qua binh khí của bọn họ. Mang quỷ là tấm thuẫn cùng lan nha bổng, lôi đội là bao tay, thập tự là trường cung. Về phần loan nha thì là lấy ra một kiện dao găm có răng cưa, phía trên còn hiện ra hàn mang. Mấy ngày hôm trước, khi Hứa Thanh ra ngoài theo dõi bàn sơn, cũng có những cái thu hoạch khác. Bởi vì thính lực nhạy cảm, cho nên hắn đã nghe được không ít thập hoang dã nói chuyện với nhau, biết được rất nhiều tin tức mà hắn chưa từng được biết. Ví dụ như binh khí nơi đây, hắn bây giờ đã biết được binh khí chia làm pháp bảo, phù bảo cùng với trọng bảo. Trong đó, pháp bảo thuộc về truyền thuyết rồi, có phần hiếm thấy. Nghe đồn, từng cái pháp bảo cũng tồn tại trình độ ô nhiễm dị chất khác biệt, còn có thể theo sử dụng mà gia tăng, rất khó thanh trừ. Cho nên, trên cơ bản thuộc về tài nguyên không thể sống lại. Hơn nữa, uy lực cực lớn, tự nhiên trân quý dị thường. Vì vậy, liền ra đời loại tồn tại đặc thù như dưỡng bảo nhân. Bọn họ thường thường đều là bị người nuôi nhốt từ bé, lấy thân thể để pha loãng dị chất của pháp bảo. Điểm này lôi đội lúc trước cũng đã nói. Ngoài trừ pháp bảo, lại có phù bảo cùng trọng bảo. Phù bảo mặc dù có khá ít, nhưng đối với pháp bảo mà nói cũng có thể coi như là vật có thể có được. Về phần trọng bảo thì liền phổ biến rồi. Trọng bảo thường thường đều do một chút chất liệu đặc thù chế tạo, là binh khí mà người bình thường cũng có thể sử dụng. Hứa Thanh cảm thấy thiết kế của mình có lẽ chính là trọng bảo, mà trong tay những người trước mắt này hiển nhiên cũng là loại này. Thời gian chậm rãi trôi qua, Hứa Thanh đi theo tiểu đội Lôi Đình, dần dần càng đi càng xa vào bên trong cấm khu. Trên đường cũng gặp một chút phiền toái không lớn không nhỏ, nhưng phần lớn bị mang quỷ một mình xử lý sạch. Thỉnh thoảng gặp phải hung thú mạnh hơn một chút, thập tự sẽ bắn cung hỗ trợ. Về phần Loan Nha, khi lấy thuật pháp là chủ yếu, nàng hình như có thể tạo thành loại chấn nhiếp nào đó. Sau khi sử dụng thì hung thú vừa xuất hiện dừng lại hành vi, nhạy bén cũng giảm xuống. Hứa Thanh cũng ra tay một lần, một phát bắt được con xà tập kích từ phía sau, trực tiếp bóp nát. Sau khi xử lý những thứ này, lại phát hiện Hứa Thanh từ đầu đến cuối đều có thể đi theo đoàn đội, cũng không phạm phải bất luận cái sai lầm nào của tân thủ. Ánh mắt thập tự nhìn Hứa Thanh, thiếu đi một chút tra xét, cũng bắt đầu truyền thụ một chút kinh nghiệm cho hắn. Tiểu hài tử, cấm khu này nhìn như hung hiểm, nhưng đối với chúng ta, những người lăn lộn ở đây đã lâu mà nói, chỉ cần không gặp ba loại tình huống, trên cơ bản là an toàn. Ba loại tình huống này, ngươi phải nhớ kỹ. Loại thứ nhất là dị thú là lắm ở sâu trong cấm khu khi ra khu vực bên ngoài. Loại tình huống này không phải thường thấy, mà phạm vi hoạt động của chúng ta trên thực tế đều là bên ngoài cấm khu mà thôi. Nhưng một khi gặp phải chính là vô cùng hung hiểm, bởi vì chúng ta hiểu rõ tập tính cùng năng lực của dị thú bên ngoài. Nhưng mà cấm khu quá lớn, bên trong nhiều loại dị thú cũng có đủ loại năng lực, một người hơi chút bất cẩn liền tử vong. Loại thứ hai chính là tiếng hát. Nói đến đây, sắc mặt thập tự lộ ra kiên kỵ. Bên trong cấm khu này truyền lưu một câu nói, nghe nói ở bên trong nơi này sẽ xuất hiện tiếng ca, mà người nghe tiếng ca thì trong trăm không được một. Chỉ bất quá là ta cho tới bây giờ đều không nghe thấy tiếng ca lần nào. Trong chúng ta chỉ có một mình Lôi Đội đã từng nghe qua tiếng ca. Hứa Thanh nhìn Lôi Đội, Lôi Đội không nói chuyện, chỉ là ngẩng đầu liếc mắt nhìn chỗ sâu trong cấm khu, trong mắt mơ hồ có một tia phức tạp. Loại thứ ba, để ta nói đi. Loan Nha ở một bên cười nói, liếc mắt nhìn Hứa Thanh. Tiểu hài tử,
Loại nguy hiểm thứ ba ở nơi đây rất bình thường, đó chính là sương mù. Sương mù vừa xuất hiện liền khiến cho người ta biến thành người mù, nhất định lạc đường. Vả lại, thời gian sương mù tồn tại bình thường đều rất lâu, mà một khi mất đi phương hướng ở nơi này, không có cách nào kịp thời đi ra, bị nhốt ở bên trong cấm khu. Theo dị chất ăn mòn, dị chất của bản thân cũng tự nhiên dần dần tăng lên, mà điều này cũng thường thường đại biểu tử vong phủ xuống. Nhưng có hai cái biện pháp có thể hóa giải, một cái là lửa, một cái thì là người tinh thần lực trời sinh cường đại, hoặc là sau này tu luyện mà có. Cái phía trước trị ngọn không phải trị gốc. Mặc dù lửa có thể xua tán phạm vi nhỏ sương mù, khôi phục thị lực, nhưng sương mù quỷ dị, lửa khó trường tồn. Về phần cái sau, thường thường trong vài thập niên có thể xuất hiện một cái nửa cái trong doanh địa. Nhưng loại người này phần lớn đều rất nhanh liền rời đi, tới nơi phát triển tốt hơn. Còn có loại nguy hiểm thứ tư, đó chính là gặp phải phục kích của địch thân. Mang quỷ mở đường phía trước khó chịu nói một câu. Lan Nha một bên vừa muốn mở miệng, nhưng vào lúc này Lôi Đội đang nhìn nơi xa trong cấm khu, thần sắc bỗng nhiên biến hóa, khẽ quát một tiếng: Im lặng! Trong nháy mắt tiếp theo, thập tự dương cung, trong mắt Lan Nha lộ ra tia âm u, toàn thân mang quỷ bành trướng, tóc gáy Hứa Thanh trong chốc lát cũng dựng thẳng lên, một cỗ uy hiếp mãnh liệt ở nơi xa trong cánh rừng đen nhánh bỗng nhiên truyền đến. Rất nhanh, từng đạo âm u đen nhánh xuất hiện. Đó là một đôi mắt mang theo lạnh lùng, mang theo âm hàn, chăm chú nhìn mọi người. Rất nhiều mắt, mà theo những con mắt này xuất hiện, một con cự lang toàn thân trải khắp vải đen, thân thể to như con trâu nước, chậm rãi tiêu sái đi ra. Phóng mắt nhìn tới, số lượng chỉ ít nhất hơn 10 con. Thậm chí mơ hồ ở xa xa, hình như còn có thêm nữa, sợ là không dưới mấy trăm. Mà mỗi một đầu sói trên người đều tản mát ra linh năng chấn động, đều đạt đến tầng thứ hai, khiến cho đám người mang quỷ nhao nhao biến sắc. Đàn sói, hắc lân lang, chúng nó thường chỉ sinh hoạt ở chỗ sâu trong cấm khu cùng giao giới bên ngoài, không có ở phạm vi này nha, làm sao lại chạy đến nơi đây? Con người thập tự co rút lại, sắc mặt Loan Nha một bên cũng có chút tái nhợt. Bọn họ rất rõ ràng, nếu là một con hắc lân lang thì thật sự là không coi vào đâu, nhưng số lượng như thế này đối với bọn họ mà nói chính là một trận khảo nghiệm nghiêm trọng. Quan trọng nhất là dị chất bên trong cấm khu nồng đậm, một khi linh năng trong cơ thể hao tổn quá lớn, chỉ có thể hấp thu linh năng bên ngoài để bổ sung. Mà khi chiến đấu tất nhiên không kịp xử lý dị chất, như thế dị chất trong cơ thể sẽ tích lũy cực nhanh, nguy hiểm dị hóa cũng tăng vô hạn. Hô hấp của Hứa Thanh cũng có chút dồn dập, lực áp bách đến từ đàn sói cực lớn. Các người lùi trước, ta tới ngăn cản chúng nó một chút. Lúc tâm thần mọi người đang chấn động, trong Lôi Đội trầm giọng mở miệng, chậm rãi đi ra. Một cỗ chấn động linh năng ít nhất gấp đôi thập tự, theo Lôi Đội đi về phía trước, từ trên người lão bộc phát ra. Những con sói kia cũng đều dừng bước chân lại, nhao nhao quay qua nhìn về phía Lôi Đội. Chương 31, tà ảnh. Chúng ta đi! Ánh mắt thập tự đảo qua Lôi Đội, sau đó quyết đoán rút lui. Loan Nha cùng Mang Quỷ cũng đồng dạng như vậy, nhanh chóng lui ra phía sau. Hứa Thanh nheo mắt lại, nhìn thân ảnh Lôi Đội đi về phía đàn sói, nhìn lão bộc phát ra linh năng, tạo thành uy hiếp đối với đàn sói. Chân hắn không nhúc nhích, khẽ nâng quay sắt trong tay, hàng mang với mũi nhọn hiện lên. Tiểu hài tử, ngươi biết vì sao Lôi Đội là đội trưởng không? Xa xa truyền tới thanh âm của thập tự. Không chỉ bởi vì tu vi ngưng khí tầng 6 của Lôi Đội vượt xa chúng ta, mà là đảm đương cùng phán đoán khi đối mặt với nguy cơ của lão khi là đội trưởng. Thanh âm thập tự truyền đến, đồng thời một tiếng nổ vang liền vang vọng. Đó là một cây đại thụ ngoài trăm trượng bị thập tự dùng cung bắn đứt từng đoạn, ầm ầm rơi xuống. Mang quỷ cũng như thế, Loan Nha đồng dạng cử động, từng gốc cây đại thụ hạ xuống, hình thành bích chướng ngăn cản. Sau khi lưu lại một cái khe hở như cửa ra, thập tự cùng Loan Nha cũng không dừng lại, lần nữa chạy nhanh. Duy nhất Mang Quỷ, một tay thuẫn, một tay cầm Loan Nha bổng, lưu lại tại chỗ, tựa vào một cây đại thụ bên cạnh, như một tòa núi nhỏ canh giữ chỗ này.
Cùng lúc đó, lôi đội bên đó cũng bỗng nhiên bộc phát, hai tay lập lòe ánh sáng chói mắt, nhảy vào đàn sói. Những nơi đi qua, đàn sói hễ là đụng chạm tới lão, máu thịt nhất định tan vỡ mà chết. Chỉ là đàn sói quá nhiều, thân ảnh lôi đội rất nhanh liền bị dìm ngập ở bên trong. Chỉ có tiếng nổ vang cùng sói tru không ngừng truyền ra, thập tự ở xa giờ phút này cũng gầm nhẹ. Tiểu hài tử, tới tập hợp với chúng ta, tới lúc cần ngươi xuất thủ. Đấy, lòng Hứa Thanh đoán đây là kế hoạch tác chiến của tiểu đội lôi đình, vì vậy cũng không chần chừ nữa, lao thẳng đến chỗ mang quỷ. Mang quỷ nhếch miệng cười một cái, chỉ vào cái khở sau lưng. Hứa Thanh nhìn y một cái, xuyên thẳng qua khe hở, đuổi theo phía thập tự cùng Lan Nha. Rất nhanh, hắn liền thấy một khu vực được dọn dẹp, Lan Nha đang bận rộn lấy cây cối cản trở bốn phía. Nàng lấy ra rất nhiều bột phấn từ trên người, sau đó rải ra xung quanh, còn cắn nát cả ngón tay lấy máu tươi vẽ một hình vẽ khó hiểu ở dưới đất. Sau khi phát hiện Hứa Thanh, nàng cũng không có thời gian nói chuyện, đưa mắt ý bảo Hứa Thanh đi mau. Ánh mắt Hứa Thanh quét tới không chần chờ lướt qua, cho đến khi ra sau Lan Nha 200 trượng, hắn thấy được thập tự đang ngồi xổm trên một cây đại thụ. Cái cây này cực cao, dường như là một cái vị trí có thể nhìn một cái liền không sót gì. Thập tự đợi ở đó, nhìn Hứa Thanh đang nhanh chóng tiến tới, truyền ra âm thanh trầm thấp nói: "Phía đằng sau ta, ngoài 200 trượng, do ngươi phụ trách." Hứa Thanh nặng nề gật đầu, đã rõ ràng kế hoạch tác chiến của tiểu đội lôi đình. Một đường chạy đi, đến lúc tới phạm vi 200 trượng, hắn lập tức đảo qua bốn phía, không cải biến cứ hoàn cảnh nào chỗ này, mà ẩn thân ở một bụi cỏ trong bãi bùn, giống như lúc săn bắn ở bên trong thành trì đổ nát, hắn không hề nhúc nhích. Trong chớp mắt khi hắn ẩn thân, tiếng nổ vang kịch liệt ở phương xa mơ hồ truyền đến. Bởi vì cây cối che chắn cho nên Hứa Thanh không thấy nhìn cảnh tượng bên ngoài 800 trượng, nhưng hắn có thể cảm nhận được chiến đấu ở chỗ đó vô cùng kịch liệt. Trên thực tế đúng là như thế, giờ phút này ngoài 800 trượng, thân ảnh lôi đội từ trong bầy sói xông ra, cho dù lão là ngưng khí tầng 6, nhưng dưới tình huống không thể tiêu hao quá nhiều, cũng khó tránh khỏi xuất hiện chút chật vật. Cũng may bản thân lão có thể kiểm soát linh năng rất tốt, bảo lưu lại một nửa trạng thái, ở bên trong đàn hắc lân lan, truy kích, rút lui tới chỗ mang quỷ. Mang quỷ nhe răng cười, mạnh mẽ, nâng Lan Nha bổng trong tay lên. Ngay khi lôi đội phóng qua bên người, hung hăng đánh tới Hắc Lân Lan đang đuổi theo. Thập tự ở trên cao, trong một nháy mắt này cũng ngưng thần. Cường cung trong tay bỗng nhiên kéo căng, từng mũi tên do linh năng hóa thành mang theo tiếng rít bén nhọn, kéo theo từng đạo vệt gió bay về phía đàn sói phụ trợ mang quỷ. Tiếng gào thét thê lương lần nữa vang vọng. Lôi đội đã rời khỏi chỗ của mang quỷ, chạy tới gần phía Loan Nha. Phía sau của lão, mang quỷ một thân một mình như núi và đại địa, ngăn cản hết thảy. Cứ như vậy, Hứa Thanh ẩn thân bên trong bãi bùn, thấy người thứ nhất trở về chính là lôi đội, lao qua Loan Nha cùng thập tự. Lôi đội chạy nhanh như bay qua Hứa Thanh, khóe mắt quét qua chỗ hắn ẩn thân, không đủ thời gian mở miệng, chỉ gật đầu, liền lập tức đi ra ngoài 200 trượng, khoanh chân tả đoạ nuốt vào bạch đan, đồng thời điều chỉnh để chuẩn bị cho vào vòng tiếp theo. Đây là kế hoạch rút lui của tiểu đội lôi đình. Lôi đội là người mạnh nhất, ngăn trở trước tiên, mang quỷ là người chặn đường thứ hai, lúc sắp kiệt lực y sẽ rút lui. Nhiệm vụ ngăn cản đoàn sói lại được Loan Nha tiếp tục hoàn thành, sau đó là thập tự. Vòng đi vòng lại kể từ đó, bọn họ có thể có thời gian nghỉ ngơi cho mình. Đây là phương pháp chiến đấu thích hợp nhất ở bên trong cấm khu nồng đậm dị chất, mà mệt nhất trong đó chính là lôi đội cùng thập tự. Người phía trước thì ngăn cản thời gian lâu nhất, giết nhiều con sói nhất, tranh thủ nhiều thời gian nhất cho đồng đội sau lưng. Về phần người sau, ngoại trừ làm một khâu ngăn cản đàn sói, còn phải ở trên cao phụ trách an toàn khi đồng đội lui lại. Có thể nói là an bài của mỗi người đều rất trọng yếu, mà quan trọng nhất chính là ăn ý cùng tín nhiệm giữa bọn họ. Đây là tiểu đội thập hoang dã sao? Mắt Hứa Thanh lộ ra sự kiên định, ẩn thân bất động. Theo thời gian trôi qua, hắn rất nhanh liền nhìn thấy thân hình mang quỷ thở hổn hển tới gần.
Một lát sau, trông thấy thân ảnh Loan Nha che ngực, sắc mặt trắng bệch. Người cuối cùng đi qua bên cạnh hắn là Thập Tự. Sắc mặt y lạnh lùng, nhìn như bình thường, nhưng Hứa Thanh vẫn cảm nhận được chấn động linh năng trên người y gần như khô kiệt. Phía sau của y, đàn sói đông đảo gào thét truy kích. Lúc đi ngang qua Hứa Thanh, Thập Tự phản phất có chút do dự. Ta làm được. Hứa Thanh nhìn ra suy nghĩ của đối phương, trầm giọng mở miệng. Thập Tự không nói chuyện, nhoáng một cái rời khỏi. Trong thời gian ngắn, đàn sói gào thét đến. Luồng gió ập tới mặt Hứa Thanh, mang theo một mùi tanh hôi, nhất là hơn 10 con lao tới phía trước. Hai mắt đỏ lừ, toàn thân đen xì, cả đám tản mát ra sự hung ác cùng điên cuồng. Hiển nhiên, vòng tác chiến thứ nhất của tiểu đội Lôi Đình khiến cho chúng nó nhận phải tử thương không nhỏ. Dưới máu tanh kích thích, đám hắc lân lang này biến thành cuồng bạo vô cùng. Giờ phút này, chúng nó hình như cũng không chú ý tới nơi Hứa Thanh ẩn thân, đang muốn truy kích Thập Tự. Nhưng trong nháy mắt khi chúng nó lao đến, một con dao găm bỗng nhiên bay ra, vù một tiếng tới gần, trực tiếp đâm vào cái trán con hắc lân lang đi đầu. Sức mạnh rất lớn, ngay lập tức xuyên suốt đầu nó. Con hắc lân lang này phát ra âm thanh thê lương, bỗng nhiên toi mạng, thi thể theo quán tính rơi xuống đất, thân ảnh Hứa Thanh đồng thời hóa thành tàn ảnh, như sấm sét lao ra. Que sắt trong tay tản ra hàng mang lập lòe, chợt đâm vào hốc mắt của một đầu hắc lân lang khác, xuyên suốt từ đầu ra sau. Sau đó thân thể của hắn nhoáng một cái, nắm tay trái lại, dùng sức đấm về hướng đầu sói thứ ba đang muốn tập kích sau lưng. Đầu sói bỗng nhiên vỡ vụn, máu tươi văng tung tóe toàn thân Hứa Thanh. Nháy mắt đánh chết ba con sói, thân ảnh Hứa Thanh lần nữa lắc lư. Giờ khắc này tốc độ của hắn được hiển lộ hoàn mỹ, cả người vô cùng linh hoạt như la sát, xuyên thẳng qua trong bầy sói, ánh mắt lạnh như băng, ra tay quyết đoán. Chương 32: Tà ảnh. Theo mũi nhọn của que sắt, tất cả hắc lân lang trước khi tử vong đều hét lên tiếng kêu thảm thiết, truyền khắp bốn phương. Máu sói trên người hắn càng ngày càng nhiều, hai tay lập tức bị máu tươi nhuộm đỏ. Mặc dù dính dính nhưng bàn tay cầm que sắt vẫn vững chắc như cũ, màu sắc của cái sắt giờ phút này cũng biến thành màu đỏ. Chỉ bất quá, đàn sói tản ra, cuối cùng có một chút nhảy vọt qua từ bên cạnh hắn, còn có một chút nanh vuốt lưu lại miệng vết thương trên người hắn. Nhưng dưới tốc độ của Hứa Thanh, còn phía trước bị hắn miễn cưỡng lao ra ngăn lại, mà còn sự khôi phục kinh khủng của thủy tinh màu tím trong một trận chiến này phát ra huy hiệu quả cực kỳ. Hết thảy vết thương ngoài da đều ở trong mấy hơi thở liền khép lại, dù là dính thương thế lần nữa cũng không chảy máu nữa. Một màn này bởi vì toàn thân hắn ngập tràn máu sói cho nên người ngoài nhìn không rõ, mà so sánh với thương thế khỏi hẳn, khôi phục thể lực mới càng thêm kinh khủng. Hắn liên tục chiến đấu kéo dài thời gian vô cùng nhiều, vì vậy thời gian dần trôi qua, xác sói khắp nơi chung quanh hắn, ánh mắt của hắn càng ngày càng lạnh. Thời gian kiên trì đã vượt qua tất cả mọi người, khiến cho đàn sói bốn phía cũng xuất hiện một chút vẻ bị chấn nhiếp. Từ xa nhìn lại, ánh mặt trời xuyên thấu lá cây rậm rạp, thưa thớt rơi vào trên người của hắn, chiết xạ ra toàn thân tràn ngập trong máu tươi, dường như hóa thành một tia máu. Mà một màn này cũng bị lôi đội phía sau hắn ngoài 200 trượng cùng Thập Tự đang ở một chỗ thật cao nhìn thấy. Tâm thần hai người đều dấy lên chấn động. Hiển nhiên, bị sự tàn nhẫn cùng cứng cỏi của Hứa Thanh làm cho chấn động. Tiểu hài tử, lui lại! Lôi đội bỗng nhiên mở miệng. Hứa Thanh còn có dư lực, nhưng hắn cũng cảm nhận được linh năng hao tổn nghiêm trọng. Thủy tinh màu tím mặc dù có thể khôi phục thể lực cùng thương thế, nhưng linh năng hao tổn không cách nào bù đắp. Cũng may hắn là luyện thể, không giống Loan Nha, không còn linh năng liền không có cách nào ra tay. Nhưng đúng là vẫn có chút ảnh hưởng, khiến cho hắn cần phải hấp thu linh năng hỗn hợp dị chất nồng đậm ở bốn phía. Điểm dị hóa trên tay càng ngày càng đau đớn mãnh liệt. Cho nên sau khi hắn nghe lôi đội nói, lập tức không chần chờ, lui về phía sau. Nhưng ngay khi hắn lui về phía sau, trong bầy sói, một đầu sói mắt không hề đỏ, mà một mắt màu đen phóng dựng lên, vồ về phía Hướng Thanh.
Hàn mang trong mắt Hứa Thanh lập lòe, que sắt trong tay hóa thành vết máu, định xuyên thấu đầu của nó. Thân thể vừa muốn tiếp tục lui về phía sau, nhưng vào lúc này, dưới ánh mặt trời lốm đốm, hắn không biết có phải ảo giác hay không. Khi ánh sáng rơi xuống thi thể Hắc Lân Lan, cái bóng kia dường như bắt đầu vặn vẹo. Sau đó, ở dưới mặt đất, dùng tốc độ cực nhanh lao về phía Hứa Thanh. Mà ánh mặt trời nơi đây chỉ là rải rác, cũng không phải là nồng đậm, cho nên tất cả những thứ này làm cho hắn không cách nào xác định. Trong nháy mắt tiếp theo, cái bóng kia liền đụng phải thân thể của hắn. Thân thể Hứa Thanh chấn động mạnh một cái. Một cỗ tà ác khó có thể hình dung nháy mắt chuẩn bị xâm nhập toàn thân. Nhưng ở trong khoảnh khắc này, khối thủy tinh màu tím bị vùi sâu vào ngực. Vốn ngoại trừ khôi phục sức khỏe thì từ đầu tới cuối không có bất kỳ dị dạng nào. Lại trong thời khắc này bỗng nhiên chấn động, một dòng nước lạnh từ trong đó bạo phát phun ra. Theo dòng nước lạnh này phun ra, cái loại cảm giác bị tà ác xâm nhập nháy mắt tan biến. Mà dòng nước lạnh này đến rất nhanh, biến mất cũng nhanh, trong nháy mắt liền vô tung vô ảnh. Thủy tinh màu tím cũng khôi phục bình thường, như trước kia không hề nhúc nhích. Hứa Thanh sững sờ, nhưng giờ phút này hắn không kịp nghĩ nhiều. Sau khi thân thể hắn khôi phục, lập tức nhanh chóng rút lui. Mà một màn vừa rồi cũng chỉ xảy ra trong tức thì, cho nên vô luận là Lôi Đội hay là thập tử ở xa đều chưa từng phát hiện dị thường. Giờ phút này, sau khi Hứa Thanh lui ra phía sau, Lôi Đội cất bước nghênh đón, trong mắt vẫn còn lưu lại sự chấn động. Ngươi làm vô cùng tốt, nhanh đi ra phía sau nghỉ ngơi. Hắc Lân Lan sinh hoạt ở sâu trong cấm khu, cho nên thích những nơi dị chất nồng đậm, mà khu vực bên ngoài vực thì dị chất đã phai nhạt không ít. Cho nên mặc kệ chúng nó vì sao xuất hiện, chúng nó cũng không thích nơi đây. Chỉ cần không tấn công được, nhất định sẽ tự động rời đi. Nói xong, linh năng toàn thân Lôi Đội bộc phát, rời bước đi nhanh, trùng kích về Hắc Lân Lan theo đuổi sau lưng Hứa Thanh. Thân ảnh mang quỷ cũng nhanh chóng đi đến. Hiển nhiên là y đợi ở phía sau lâu quá, cũng bởi vì thời gian quá dài mà lo lắng. Giờ phút này vừa đến liền trông thấy Hứa Thanh toàn thân máu tươi, cùng với vô số xác sói cách đó không xa kia. Y cũng hít vào một hơi, tiến lên đỡ Hứa Thanh. Không sao. Hứa Thanh không đợi đối phương nâng, quay lại mắt nhìn Lôi Đội, cuối cùng dưới ánh mắt tôn kính của mang quỷ nhanh chóng đi xa. Lúc đi ngang qua loan nhà, nàng hình như cũng đã nhận được tin báo, thần sắc mang theo chấn động sau khi thấy Hứa Thanh. Suy nghĩ một chút, liền từ trên người lấy ra một cái túi da ném cho hắn. Hứa Thanh tiếp nhận, sờ ra hình dạng đang dược bên trong, đáy lòng đã biết hiểu là vật gì. Vì vậy nói cảm tạ với Loan Nha. Ở trong ánh mắt của Loan Nha nhanh chóng đi xa, cho đến khi thấy được thập tự. Thập tự ở trên tán cây giữ im lặng, chỉ gật đầu về phía Hứa Thanh, vẻ công nhận trong mắt rất rõ ràng. Hứa Thanh cũng không nói chuyện, nhẹ nhàng gật đầu lại. Khi đến chỗ cuối cùng, hắn mới tìm một chỗ ngồi xuống, phun ra một ngụm trọc khí, xuất ra ba quả bạch đan nuốt vào. Theo đan dược hòa tan, hắn bắt đầu hấp thu linh năng bốn phía để khôi phục. Thời gian trôi qua, sau nửa canh giờ, Hứa Thanh mở mắt ra, tinh thần mỏi mệt đã giảm bớt. Nhưng trong mắt lại lộ ra một vòng mê hoặc. Hắn phát hiện dị chất trong cơ thể mình hình như cũng không phải rất nhiều. Vì vậy, vén tay áo trái lên nhìn lại, ánh mắt mê hoặc, nháy mắt biến thành ngạc nhiên. Điểm dị hóa trên tay hắn rõ ràng thiếu đi một cái, nhưng tu vi rõ ràng vẫn là luyện thể tầng 2. Vả lại, sau khi trải qua chém giết, chẳng những không có yếu ớt, ngược lại là sau khi trải qua khôi phục, giống như còn tinh tiến hơn so với trước. Hắn cũng nhớ rất rõ ràng, trước lúc chém giết, lúc bởi vì bị động hấp thu linh năng, cho nên hai điểm dị hóa trên cánh tay còn đau đớn mãnh liệt. Về phần bạch đan, Hứa Thanh cũng từng đã nếm trải qua, hiệu quả không kinh người như này. Nhưng lúc này hình như không có cái nào có thể giải thích tình huống của hắn, ngoại trừ lúc khối thủy tinh màu tím bộc phát một dòng nước lạnh. Cái bóng, cảm giác tà ác, thủy tinh phun ra dòng nước lạnh. Hứa Thanh nheo mắt lại, nhớ lại một màn quỷ dị lúc trước. Hắn đã xác định chính mình đã đụng chạm với một cái bóng, cũng không phải hoa mắt, càng không phải là ánh mặt trời tạo ra cảm giác. Vì vậy, hắn cẩn thận nhớ lại lúc thủy tinh phun ra một dòng nước lạnh.
Hình như trong một cái chớp mắt đó, cảm giác tà ác xâm nhập vào trong chính mình liền bị dòng nước lạnh cuốn đi, hút vào bên trong thủy tinh. Ăn? Hứa Thanh có chút ngạc nhiên đoán. Hết tập 4.